Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món bánh đúc gân lá cẩm nè. Món bánh đúc là một cái món bánh ngon của người dân miền Tây. Món bánh đúc lá cẩm sau khi làm ra xong thì bánh có những cái đường gân trắng rất là đẹp. Bánh có một cái độ dai giòn sần sật. Và món bánh đúc này mình sẽ ăn cùng với nước cốt dừa, đường thốt nốt, đậu phộng và mè rang hòa quyện vào rất là ngon luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm cái món bánh đúc gân lá cẩm này thì hãy cùng bắt tay làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và để làm ra món bánh đúc gân lá cẩm được giòn và ngon hơn thì đầu tiên mình sẽ cho vào trong tô là 1 lít nước lọc nè. Sau đó thì mình sẽ cho tiếp vào 1 muỗng cà phê vôi ăn trầu. Một muỗng cà phê như vậy tương đương khoảng tầm 12g. Thì vôi ăn trầu được bán rất là nhiều ở ngoài chợ, cho nên mình chỉ sử dụng một cái lượng nhỏ vôi ăn trầu thì nó cũng không có độc hại gì đâu. Thường thì người ta sử dụng vôi ăn trầu để làm các loại mứt á, để cho các loại mứt của mình nó được cứng, giòn và ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ bóp những cái vôi ăn trầu này cho nó dễ hòa tan vào trong nước. Và bây giờ thì mình sẽ để cho cái tô nước vôi trong này nó nóng trong lại trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Để chút nữa mình sẽ lấy cái phần nước vôi trong mình làm bánh đúc nha. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc với cái màu tím hồng của lá cẩm nè. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 80g. Thì lá cẩm này mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó thì mình sẽ cho vào 600ml nước lọc để mình nấu lấy nước. Và để làm ra món bánh đúc gân lá cẩm thì đây mình có chuẩn bị là 250g bột gạo nè. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bột gạo loại mịn nha. Và thêm 250g bột năng. Và mình sẽ cho vào là 50g đường cát. Thêm nửa muỗng cà phê muối. Và để cho cái món bánh đúc gân lá cẩm của mình nó được giòn và ngon hơn thì mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng canh nước trôi tàu. Nếu mà cả nhà mình không có nước trôi tàu thì mình khỏi cho vào cũng được. Và sau thời gian 2 tiếng đồng hồ mình để cho cái nước vôi nó nóng trong lại thì bây giờ mình sẽ chắc ra. Mình sẽ lấy là 500ml nước vôi trong nha cả nhà. Nước lá cẩm thì mình cũng đã nấu xong rồi nè. Màu nước lá cẩm rất là đẹp và cực kỳ tươi luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tắt bếp, sau đó thì mình sẽ để cho cái nước lá cẩm nó nguội lại. Rồi mình mới bắt đầu mình pha bột. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha bột. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong thau là 250g bột gạo. Và kế tiếp là 250g bột năng. Mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối. Và 50g đường cát. Để cho bánh của mình có cái vị đậm đà hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn cho đường muối nó đều lại với nhau. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào trong bột là 500ml nước vôi trong nè. Bột thì mình quậy nó cũng đã hòa tan rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong bột là 400ml nước lá cẩm. Và tổng cái lượng nước hôm nay mình sẽ sử dụng là 900ml nha cả nhà. Bột thì mình cũng đã cho qua bên cái re mình lượt xong rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Để cho cái bánh đúc sau khi làm ra xong nó sẽ được bóng mượt và đẹp hơn. Và sau thời gian 30 phút mình để cho tô bột nở và nghỉ ngơi thì bây giờ mình sẽ quậy bột lại một lần nữa cho nó đều. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong bột thêm 1 muỗng canh nước trôi tàu.
Mình cho vào một muỗng canh thôi, mình đừng có cho nhiều quá thì cái bánh đúc của mình nó sẽ dễ bị đắng lắm. Mình cho thêm cái nước trôi tàu đó, nó sẽ làm cho cái bánh đúc của mình nó được giòn và ngon hơn. Còn nếu mà cả nhà mình không có nước trôi tàu đó, thì mình khỏi cho vào cũng được. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bột này vào trong cái chảo. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình quậy bột nha. Sau khi mà mình cho bột vào trong chảo xong rồi thì mình sẽ để với lửa nhỏ thôi. Và mình sẽ quậy liên tục như vậy như cả nhà. Mình đừng có bỏ nha, nếu mà mình bỏ thì cái bột của mình nó sẽ dễ bị khét lắm. Bột bánh đúc thì bây giờ cũng đã bắt đầu sánh đặc lại rồi nè. Và trong lúc mà mình khuấy cái bột bánh đúc á, thì mình sẽ để với lửa nhỏ thôi, để cho bột nó chín từ từ. Chứ nếu mà mình để cái lửa lớn quá thì cái bột của mình nó sẽ chín ở bên ngoài và nó vẫn còn sống ở bên trong. Đây cả nhà xem nè, bánh đúc của mình bây giờ nó xuất hiện những cái đường gân trắng hồng rất là đẹp luôn. Và ở giai đoạn này á, mình đảo cái bột nó rất là nặng tay. Và mình sẽ đảo từ ở ngoài mình đảo vào trong nha cả nhà, để cho cái bánh của mình sau khi làm ra xong nó sẽ xuất hiện những cái đường gân nó đẹp hơn. Khối bột bánh đúc thì nãy giờ mình đảo liên tục thì nó cũng đã trong lại và xuất hiện những cái đường gân trắng hồng rất là đẹp luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong cái khối bột bánh đúc thêm 80g dầu ăn. Mình cho thêm dầu ăn vào trong cái phần bột này á, nó sẽ giúp cho cái phần bánh ở bên ngoài á, nó sẽ được bóng mượt và cái phần bánh nó sẽ được chín từ từ ở ngoài vào trong. Đây cả nhà xem nè, cái khối bột bánh đúc của mình cũng đã chín rồi nè. Phần bột ở bên trong thì nó cũng đã trong lại. Và khối bột của mình có những cái đường gân trắng hồng nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho cái khối bột bánh đúc này ra ngoài cái sửng để mình ép ra nha. Sau khi mà mình cho khối bột bánh đúc ra ngoài cái sửng xong rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái giá mình ép cái khối bột này ra để mình tạo những cái đường gân của bánh đúc cho nó đẹp hơn. Vì khối bột nó còn rất là nóng cho nên mình ép ra nó cũng sẽ rất là dễ. Ở cái công đoạn này thì mình sẽ làm cho nó thật là nhanh tay nha cả nhà. Chứ nếu mình để cho cái bột mà nó nguội lại thì mình khó ép ra lắm. Bánh đúc thì mình cũng đã ép ra xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái tấm thớt hoặc là vật nặng gì đó mình đè lên để cho cái bánh đúc của mình nó dẻ lại. Và mình sẽ để trong vòng là 3 tiếng đồng hồ cho bánh đúc của mình nó thật là nguội. Rồi chút nữa mình sẽ cắt cho cả nhà cùng xem nha. Và để ăn cùng với món bánh đúc gân lá cẩm được ngon hơn thì đây mình có chuẩn bị là 300ml nước cốt dừa nè, để chút nữa mình sẽ làm nước cốt. Và thêm 300g đường thốt nốt để mình sẽ làm nước đường. Và ở đây thì mình có 50g đậu phộng. Và thêm nửa muỗng cà phê muối và một ống vani
để cho cái nước cốt dừa của mình nó được thơm và đậm đà hơn. Đường thốt nốt thì mình cũng đã cắt nhỏ ra như vậy xong rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào nửa chén nước để mình nấu cho cái đường thốt nốt nó tan ra. Bây giờ thì mình sẽ qua rang đậu phộng. Mình cho đậu phộng vào trong chảo xong rồi, sau đó thì mình sẽ cho vào một muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ rang đậu phộng với cái lưỡi nhỏ thôi để cho đậu phộng của mình nó được giòn và thơm hơn. Và sau thời gian 3 tiếng mình dùng cái tấm thớt mình đè để cho cái bánh đúc của mình nó dẻ lại. Thì bây giờ bánh đúc của mình nó cũng đã nguội luôn rồi nè. Wow, cả nhà xem nè, cái màu tím hồng của lá cẩm rất là đẹp luôn. Và bề mặt của bánh đúc thì cũng rất là láng mịn nữa. Mình dùng ngón tay á, mình đè xuống như vậy nè, mình cảm giác cái bánh của mình nó rất là dai luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cắt bánh ra cho cả nhà cùng xem nha. Và để cắt bánh đúc cho nó dễ dàng hơn á, thì mình có dùng cái màn bọc thực phẩm á, mình bọc cái con dao lại. Và mình cũng có quét một cái lớp dầu ăn để mình cắt cho nó không có bị dính. Khi mà mình cắt cái bánh đúc, mình cảm nhận cái bánh của mình cắt nó sừng sực luôn cả nhà. Bánh đúc lá cẩm thì mình cũng đã cắt ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh đúc lên cho cả nhà cùng xem. Đây, cả nhà xem nè, bánh đúc sau khi làm ra xong á, rất là nhiều đường gân trắng hồng xen kẽ với nhau, rất là đẹp luôn. Bánh thì rất là dai, không có bị cứng. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh đúc ra nè. Khi mà mình cắt bánh đúc ra, mình cảm nhận bánh có một cái độ dai giòn sần sật rất là ngon luôn. Những cái đường gân bánh ở bên trong nè, trắng hồng xen kẽ với nhau rất là đẹp. Đấy, mình cắt sần sật nó rất là đã tay luôn á cả nhà. Thì đối với món bánh đúc của người miền Tây á, thì bánh sau khi làm ra xong phải có độ dai giòn thì như vậy nó mới đúng chuẩn. Còn nếu mà mình làm bánh đúc mình không có cho nước tro tàu hoặc là nước vôi trong vào á, thì cái bánh đúc của mình nó bị mềm, như vậy thì ăn không có ngon. Thì với cách pha bột như vậy thì bánh đúc sau khi làm ra xong rất là dai và không có bị cứng nè. Bánh đúc này mình để qua ngày mai bánh vẫn còn mềm nữa. Thank you.
Món bánh đúc gân lá cẩm thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử xem cái hương vị bánh đúc nó như thế nào. Chứ mình thấy ở bên ngoài có những cái đường gân trắng hồng rất là đẹp luôn. Và ăn cùng với cái món bánh đúc này thì mình sẽ chấm vào trong nước cốt dừa và đường thốt nốt. Thì mình ăn nó mới ngon. Bánh đúc ngon lắm cả nhà ơi. Khi mà mình cắn cái miếng bánh đúc á, bánh có một cái độ dai giòn sừng sực. Rồi mình chấm vào trong nước cốt dừa và đường thốt nốt, cộng thêm mè rang và đậu phộng, nó hòa quyện vào rất là thơm ngon luôn. Thì với cách pha bột như thế này thì bánh sau khi làm ra xong thì rất là dai, giòn, không có bị khô cứng. Bánh này để qua ngày mai vẫn rất là mềm mại nữa. Thì với cách làm cái món bánh đúc gân lá cẩm này thì nó cũng rất là dễ làm. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ chi tiết cho cả nhà cùng xem. Cả nhà thấy thích thì hãy cùng làm chung với mình để cho gia đình và người thân cùng ăn. Và đây cũng là một cái món bánh ngon của người dân miền Tây mình nè. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thật là ngon miệng với món bánh đúc gân lá cẩm, ăn cùng với nước cốt dừa, đường thốt nốt, đậu phộng và mè rang nha. Rồi xin chào cả nhà.